Xin chào các bạn đến với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua XDS RX200, một dòng xe đạp không nhôm càng carbon và được sử dụng bộ group chuyển động của Shimano Suzuki. Thì cái thương hiệu XDS này nó cũng rất là quen thuộc và nổi tiếng với các bác chơi xe rồi. Một thương hiệu luôn cho ra đời những chiếc xe đạp cấu hình cao mà giá thành thì rất là rẻ. Thì đây là một chiếc xe mà em đang bán tại cửa hàng với mức giá chỉ còn là 6.900.000. Thì đổi lại các bác đã được một bộ group Suzuki, nó cũng nằm trong cái phân khúc gọi là cận cao cấp của dòng Shimano xe đua rồi. Đấy, và khung nhôm, được khung nhôm và càng carbon luôn. Tông màu lên về là tông màu xanh trắng cực kỳ là thể thao và đẹp mắt. Thiết kế khung dẹp khí động học, cản gió để di chuyển trên đường được cái tốc độ nó tốt hơn này. Và cái trọng lượng xe thì cũng tương đối là nhẹ. Khung nhôm mà trọng lượng nó khoảng chục cân, hơn chục cân. 12-13 cân, tương đối là nhẹ so với mức giá chỉ có là 6.900.000. Càng carbon theo xe luôn các bác ơi, nguyên zin. Toàn bộ xe là nhập khẩu nguyên chiếc, nguyên zin nguyên bản hết các bác nhé. Yên cũng nguyên bản này, vành trước vành sau nguyên bản hết XDS. Cả lốp sau cũng nguyên bản này, lốp trước thì chủ cũ họ đã thay rồi, lốp sau nguyên bản này. Với 8 tầng líp, sử dụng 8 tầng líp và 2 tầng đĩa, cho sẽ có 16 tốc độ khác nhau. Tăng lắc trên tay lái cũng là Suzuki, Shimano Suzuki, full hết một group chuyển động Shimano Suzuki. Phanh 3 mảnh Techo. Vành này là cũng là vành giống vành đằng sau các bác nhé, nhưng mà cái tem chắc là chủ cũ người ta bóc ra rồi. Vẫn còn vết keo bóc này, nó vẫn là nguyên zin của xe các bác nhé. Mày ưa châu sen. Máy rất là đẹp, nó hơi bụi thì xe thì em mới về vẫn còn bụi. Máy trông sen nhìn rất là đẹp. Và em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xoay xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 50 cm, từ khóa yên tới tâm củ phốt là 55 cm. Thì cái chiếc xe này có cái size nó cũng khá là lớn, dành cho các bác đi từ khoảng 1m67-68 đến khoảng 77-78, đi vào phù hợp. 1m80 đi trước này cũng vừa, và nó hơi nhỏ một chút này, đi vẫn vừa. Tám tầng líp và hai tầng đĩa. Đó, thì giá bán của chiếc xe bên em đang bán như em đã thông báo ngay từ đầu video chỉ còn là 6.900.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả ấn nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác của bạn em lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.